Hiện tại là Nhân đang đứng ở khu Bella Vista nha cả nhà. Thì bây giờ Nhân sẽ chỉ cho cả nhà mình một lô. Thì cái giá nó cũng khá là ok. Nó nằm ở đợt 2 và lốc T14, lô số 15. Ngay trên cái ngón tay của Nhân nha. Diện tích là ngang 5m, dài 20, là 100m2. Như mình thấy trên sơ đồ là đường thông nha cả nhà. Thì cái đường nó thông từ ở bên, giống như lô này thì nó thông từ từ cái phía bên kia, thông qua tới cái kênh của mình. Hoặc là bên phía bên đây thì mình đi bỏ cái đường này nè, tới cái đường kế tiếp là đường trục chính 20m, là nó thông từ bên bên kênh Thầy Cai, thông qua tới đường 36m. Rồi bây giờ Nhân sẽ quay lô đất cho cả nhà mình xem luôn nha. Thì lô đất mình cái vị trí là nằm ở chân phía này. Nó nằm giữa cái lốc, giữa lốc T14. Mình ngắm lại một lần nữa ha. Rồi với diện tích là 5 x 20 thì cái giá của nó là 700 triệu, tức là tính giá mét vuông là 7 triệu mét vuông. Thì cái lô này là khách người ta đang kẹt tiền đó, cho nên là có thể là thương lượng chút xíu nha cả nhà. Thì ví dụ như mình xuống coi đất mình thấy ok, thấy được á, hoặc là mình xuống xem đất rồi thì Nhân gửi cái sơ đồ vị trí vào cho mình, mình thấy ok thì mình sẽ Nhân sẽ cho số điện thoại bên chủ đất để mình thương lượng với họ. Rồi rồi cả nhà mình nếu như mình muốn xem đất thì cứ gọi cho Nhân số điện thoại trên màn hình nhé, 0909 117 880. Tại vì nếu như mà cái lô này á thì ở phía dưới đây á, thì bên có một cái công ty khác thì họ đang bán với cái giá là 900, tức là 9 triệu mét vuông đó. Thì bên Nhân là Nhân bên chính chủ nên là nhận được cái giá này nó khá là ok, nó chỉ có 7 triệu mét vuông thôi. Rồi cả nhà mình đã đăng ký kênh của Nhân nha, để xem những cái lô sau, thì biết đâu có cái lô nào mà nó vừa với túi tiền của mình đó thì cứ alo cho Nhân tư vấn thêm. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại.